Dạ vâng em Tùng, xin chào anh em. Thì hôm nay em về cái giày Post của hãng The One. Thì giày này từ Mỹ về, nó là giày Post nha anh em. Đấy, nó mới chầm chầm. Và những anh em nào mà số 42 hoặc 43, đây là số Mỹ, là số số 9 nha anh em. Giày Post thì da của nó rất là mềm mại, với thiết kế rất là năng động này, tinh tế này, và phong cách rất là trẻ. Thì nó phù hợp với những anh em mà phái rất là mạnh, thì mình sử dụng cái giày này. Và đặc biệt thì nó đi với màu nâu nó quát, lên thì rất là đẹp rồi. Và cái này đi du lịch này, giả ngoại thì rất là tuyệt vời ha anh em. Thì giày này là của hãng The One từ Mỹ về. Đấy, cổ nó cao, cổ cao này, có phối màu đen này, da màu đen, chữ The One, và màu nâu da bò. Thì nó quát cái này nha, mình cào một cái là nó có đường liền này. Đấy, cào cái có đường liền. Đấy, và mình chà lại nó hết này. Đấy, màu nâu. Và nó cột dây, có thắt dây luôn nha anh em. Những cái móc dây này rất là hiện đại luôn. Cái này chỉ móc luôn vô thôi. Đấy, móc nữa mình riết lại nha. Rồi mình tháo ra cho anh em xem. Thì cái dây này nó dài đỡ cho anh em thắt cái dây nhiều kiểu, nó đẹp hơn. Đó. Rồi ở phía trong thì nó làm một cái lớp vải mà hút ẩm này, và một miếng mút đỡ khử mùi. Đấy, hút ẩm khử mùi rất là pro luôn. Những anh em mà có strap to rồi đó thì nói chung là cái này là rất là pro. Đấy. Và đế của nó, cái này nó cũng chiều cao, nó cũng nâng chiều cao luôn. Đấy, đế nó lên tới đây tầm khoảng 4 phân, 4 hoặc 5 phân, 5 phân luôn anh em. Vâng. Đấy, nguyên một đôi giày từ Mỹ về, nói chung là rất là độc. Giày Post này rất là độc nha anh em. Đây. Đấy. Rồi, những anh em quan tâm liên hệ 0962232180, và đôi giày này 3 triệu. Những anh em liên hệ mình 0962232180. Và anh em nào mua đôi giày này chuyển khoản nha, mình không có ship code cái đôi giày này. Vâng, cảm ơn anh em.